Cảm ơn chú Tuong Nguyen. Và sau đây là xin mời em Trung Tà trở lại. Kính thưa quý anh chị, sở dĩ mà chúng tôi trở lại để mà chúng tôi giới thiệu một vài khuôn mặt trẻ, tại vì quý vị cũng thấy trong cái cuộc bầu cử vừa qua, bên cạnh những người lớn tuổi, phải nói là cái thành phần trẻ như bác Cặp vừa trình bày là rất là tích cực. Trong sinh hoạt của dòng chính thì chúng tôi muốn có một vài lời, một vài khuôn mặt trẻ tiêu biểu ngày hôm nay để đến gửi lời quý vị. Người thứ nhất là chúng tôi mời anh Mai Hữu Bảo. Quý vị cũng biết là một sinh mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng chúng ta. Và một em nữa là em Andrew. Xin mời Andrew cũng lên đây. Có thể là em nói tiếng Việt cũng không có được lưu loát lắm, thì có thể em phát biểu bằng tiếng Anh. Có lẽ là mỗi em sẽ có một vài câu để mà lý do tại sao các em sinh hoạt, các em ủng hộ cho ông Biden trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Trước hết mời Mai Hữu Bảo. Thank you Andrew. Okay, that's good. Thank you. Đúng ra thì mình không phải là trẻ nữa, chỉ là hồi trước là sinh hoạt trong tổ sinh viên thì mọi người cứ kêu trẻ hoài chứ giờ hết trẻ rồi. Nhưng mà I have been a Republican for a long time, since từ cái hồi mà cha mẹ vô công dân Mỹ là mình bị được vô công dân Mỹ và là người Cộng hòa cho tới đầu năm nay thì mình không chịu đựng nữa cho nên là thấy cái người tổng thống này giống như cái anh hồi nãy phát biểu là từ nói láo, từ nhiều cái vấn đề mà mình thấy cái đạo đức rất là thiếu kém. Và cái nước Mỹ Mỹ dân mình chỉ thấy trước mặt nó như vậy, nhưng mà đằng sau lưng những cái hành động nó làm cho cái nước Mỹ so trên cái thế giới đó là cái nước Mỹ nó càng ngày càng mất cái vị thế của mình. Và mình biết cái vấn đề dân quyền của Việt Nam, người Việt Nam mình rất là quan tâm đó, là hầu như cái chính quyền này không có nhắc gì tới cái vấn đề dân quyền của Việt Nam. Cho nên là cái đó là một những lý do. Rồi vừa rồi thì cũng làm việc chung với Andrew trong cái vấn đề tranh cử cho ông Harley Ruda. Và trong cái nhiệm kỳ này đó mình cũng hân hạnh là được làm trong cái campaign của ông Joe Biden. Cho nên là mình làm ra nhiều cái ad, nhiều cái mailers, nhưng mà lại không có dùng trong tiểu bang này. Tại vì họ nói là tiểu bang này là nó đã blue rồi, cho nên không có cần dùng cái mấy cái quảng cáo đó. Nhưng những cái quảng cáo mà mình làm trong cái team á, là để gửi qua những cái tiểu bang Battle State, cho nên nó không có nằm ở đây. Nhưng mà yeah, that's the reason why I changed my party. Chỉ nói mọi người biết vậy. Andrew. Yeah, cảm ơn bác Trung, cảm ơn quý vị. Xin quý vị con nói bằng tiếng Anh dễ hơn. So first, we want to be here to celebrate Joe Biden and the big win that we had this year. And just another thing I want to say going forward, like Stephen mentioned, I worked on the campaign of Congressman Harley Ruda. We lost in a narrow race this year, and we also had some other great candidates on the ticket we were supporting in Little Saigon, Vietnamese areas. We had Deidre Nguyen, Tuong Nguyen, and other candidates. And so just going forward, we're really glad Biden won, and we want to make sure we can use this energy. In 2 years, we can be fighting to get a Democrat back elected in Westminster for Congress, as well as the Assembly, the other really important offices we have here in California. So, thank you all for coming out you know, let's keep this energy going forward. Cảm ơn Andrew và cảm ơn anh Steven. Và sau đây xin mời Minh Hà trở lại. Chúng ta sẽ có 1 phút để mặc niệm những nạn nhân của Covid-19. Xin mời Minh Hà. Xin lỗi sởi, Jonathan Nguyễn có mặt không ạ? Nếu Jonathan Nguyễn có mặt thì xin lên có vài lời với toàn khách. Jonathan Nguyễn. Thôi, Jonathan Nguyễn không có thì xin mời Minh Hà sẽ có một. Sau đây là chúng ta sẽ có 1 phút mặc niệm cho những nạn nhân của Covid-19. Xin mời Minh Hà. Dạ, xin mọi người nào chúng ta lắng xuống và có 1 phút im lặng để mặc niệm cho những nạn nhân Covid-19, nhất là những nạn nhân mà có thể tránh được cái chết nhưng mà vì sự lãnh đạo không có sáng suốt của 45 cho nên đã phải chịu thiệt mạng. Please stay quiet in 1 minute in memory of the COVID-19 victims. Xin quý vị please stay quiet in 1 minute in to pray for the COVID-19 victims under Trump watch. Xin quý vị giữ im lặng 1 phút và dạ, phút mặc niệm bắt đầu, xin mọi người im lặng ạ. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ Minh Hà xin giới thiệu chị Phượng Võ. Chị trong nhóm thơ văn chính trị. Nhóm thơ văn chính trị của chị đã có những cái hoạt động về dịch và viết và đặt ra những bài hát rất là hay trong phong trào chống Trump. Và bây giờ chị sẽ trình bày bài Niềm tin ở đâu, lời do chị tự viết. Dạ, xin mời chị Phượng Võ. Xin mời chị Phượng Võ lên. Chị Phương Võ tập trưởng ngành kỹ thuật nên xin mời Minh Hà mời các bạn trong nhóm Sự Thật Lề Đường, chị Kim Yến và chị Yến Trần nên có vài lời. Kính thưa các anh chị em, trong phong trào chống tranh thì các nhóm chống tranh trên Facebook đã làm việc rất là cật lực, hữu ích để đem ra tiếng nói của sự thật và chính nghĩa đến cho tất cả mọi người. Dạ, ở trên Facebook thì có rất nhiều các nhóm chống tranh, như là nhóm sự thật lề đường, nhóm ao sen là của anh Lâm Phan ở Canada mà anh đã lập ra. Có nhóm thời cuộc ngày nay của bạn Thi Nguyễn. Bạn Thi Nguyễn là cũng có Thi Kali Show ở trên YouTube cũng đem lại nhiều tin tức cho mọi người. Và có nhóm bàn luận chính trị của bạn Thảo Trần, nhóm VAAT của bạn Kha Thư Đinh Nguyễn. Nhưng mà nhóm mà thành lập đầu tiên là nhóm sự thật lề đường. Nhóm này thành lập ngay năm 2016, ngay trong những ngày đầu. Và do ba bạn trẻ Phong Nguyễn, Khoa Lê, Lam Kiều Lam thành lập. Đến nay thì nhóm vẫn giữ là có nhiều followers nhất trong tất cả các nhóm chống Trump. Và các bạn trẻ này đã làm việc rất là siêng năng để mà build lên cái nhóm, đưa đúng như cái tên của nhóm là sự thật lề đường, đưa sự thật đến cho tất cả mọi người. Bây giờ Minh Hà xin mời hai bạn Khoa Lê và bạn Phong Nguyễn lên có vài lời với các bạn, với các anh chị em. Dạ, còn bạn Lam Kiều Lam thì ở Washington State nên không có tham dự được. Xin mời Khoa Lê và Phong Nguyễn. Xin chào tất cả quý ông bà, anh chị em có mặt trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Thì xin phép được thay mặt Phong và Lam là xin có đôi lời gửi đến quý ông bà, anh chị em. Thì phải kể lại từ những cái ngày đầu mà lúc mà trong thắng cử thì cái cảm giác của mình là của em là đó là cái sự rất là một cái sự rất là bàng hoàng, một sự rất là bất lực khi mà nhìn thấy một cái con người như Donald Trump đã trở thành tổng thống Mỹ, đi ngược lại tất cả những cái sự tiên đoán của tất cả mọi người, đi ngược lại với những cái điều mà hơn mà 60 mấy triệu người dân Mỹ mong muốn. Mặc dù là thắng phiếu phổ thông nhưng vì cái hệ thống cử tri đoàn mà Trump thắng cử và trở thành tổng thống Mỹ trong 4 năm vừa qua, thì cái thời gian đầu cái cảm giác nó rất là bất lực, và cái cảm giác khi mà nhìn thấy những người Việt, những người đồng hương của mình, những người mà mình vốn là từng kính trọng nhưng mà bây giờ đâm ra và ủng hộ một con người như Trump, thì cái cảm giác thì trong suốt một thời gian dài thì em là lên tiếng một mình, nhưng mà rồi tới một thời điểm thì em đầu tiên là em gặp được Phong, là một cái người mà có cùng chí hướng với mình. Rồi sau đó em gặp Lam và những người bạn bè có cùng quan điểm, cùng chí hướng khác. Và rồi tụi em thành lập ra cái nhóm sự thật lề đường với cái tiêu chí là mình tạo ra một cái sân chơi, một cái diễn đàn để mà mọi người có thể cùng trao đổi, thảo luận quan điểm, cùng đưa lên những cái tin tức nó đúng với sự thật. Và nhất là tạo ra một cái môi trường tranh luận và bình dân để mà tất cả mọi người không phân biệt là học cao, học thấp, không phân biệt nam nữ, không phân biệt xuất xứ, đều được đối xử bình đẳng ngang nhau, miễn là dựa trên sự thật và dựa trên tinh thần tranh luận có logic và văn minh. Thì trong cái thời gian đầu nhóm sự thật lề đường thì cũng chỉ có một là toàn là một cái nhóm mà bạn hữu mà chí cốt là sinh hoạt với nhau, và dần dần thì với cái tinh thần là tranh biện và đưa tin dựa trên sự thật và dựa trên logic, dựa trên những cái giá trị đạo đức nhân bản, mà nhóm sự thật lề đường là càng ngày càng mở rộng và được nhận được nhiều sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và đến bây giờ là đã có hơn 3.000 thành viên và từ khi mà thành lập cho đến bây giờ. thì những cái công sức của mọi người nó rất là như những cái mà công sức của em và Phong, của Lam là cái người là thành lập ra, nhưng mà những cái người mà đóng góp lớn nhất là những cái thành viên tham gia mà đã đóng góp những cái nội dung, những cái phân tích, những cái thông tin để mà có thể mà giúp cho mọi người hiểu được cái vấn đề, cái thực tại đang diễn ra ở nước Mỹ, hiểu được là những cái sự mà vận hành của nước Mỹ như thế nào, hiểu được cái tác hại mà Donald Trump đã gây ra cho nước Mỹ như thế nào. Và một cái quan trọng không kém là sự thật là Đường là một cái nơi mà giúp cho những con người đồng chí hướng, những con người mà có những cái nguyên tắc đạo đức mà nhân bản, những cái giá trị, những cái lý tưởng về nước Mỹ mà có thể tập hợp lại được với nhau và tìm thấy ở nhau một cái những cái người cùng chí hướng với mình để và giúp cho chúng ta cảm thấy là không có còn cô độc trước cái sự mà ủng hộ Trump của một cái bộ phận lớn người Việt khác. Thì những cái nỗ lực của nhóm Sự Thật Đại Được đã được đền đáp khi mà cuối cùng thì Donald Trump đã bị ông Joe Biden đánh bại trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Và mặc dù là cái cuộc chiến thì nó vẫn còn chưa kết thúc, Donald Trump vẫn còn đang nỗ lực cố gắng vùng vẫy trong vô vọng để mà kiện cáo. Nhưng mà đến giờ có thể xác định là ông Joe Biden là chiến thắng và sẽ trở thành người tổng thống 46 của nước Mỹ. Thì cái này là nhóm Sự Thật Lề Đường là xin rất là trân trọng là cảm ơn những cái sự ủng hộ của quý bạn hữu, quý anh chị em, quý cô chú bác trong cái thời gian mà 4 năm vừa qua đã ủng hộ cái tinh thần của nhóm, đã ủng hộ những cái chính nghĩa, những cái sự thật mà nhóm đã cố gắng mà truyền tải đến với cộng đồng. Và em xin có một cái lời nhắn nhủ tới tất cả mọi người, đó là cái cuộc chiến, đó là mặc dù Donald Trump bị đánh bại nhưng mà chúng ta đừng quên rằng có 70 triệu người Mỹ đã bầu cho Donald Trump và có rất nhiều người Việt đã bầu cho Donald Trump. Và cái cuộc chiến chống lại fake news, chống lại cái tin giả, chống lại những cái thông tin sai sự thật, chống lại những cái chống lại chủ nghĩa Trump, nó chưa chấm dứt ở đây. Nó sẽ không chấm dứt, mà chúng ta vẫn còn phải tiếp tục mà chúng ta là lên tiếng chống lại những cái sai trái, chống lại những cái bất công trong xã hội. Chúng ta phải lên tiếng để mà cố gắng để mà hòa giải, cố gắng mà giúp cho những cái người mà thân hữu, những người bằng hữu của chúng ta quay về với sự thật, quay về với chính nghĩa, với những cái nguyên tắc căn bản của nước Mỹ, và chúng ta xây dựng lại một cái cộng đồng. Và cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta là xây dựng một cái cộng đồng Việt Nam